Yo, xin chào anh em quay trở lại với thế giới mua lên channel của Tô Mỡ. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về tanh cờ, tướng đỡ đòn, toàn tập về tướng tanh cờ. Tất tần tật nhập môn từ A đến Z, cách chơi này, rồi thì cách lên đồ này, phân loại tanh này. Và anh em chỉ cần dành ra 10 phút để xem hết cái video clip này thôi. Học xong cái giáo án này của Mỡ là anh em sẽ có thể trở thành một tanh cờ thực thật luôn đó. Ok, vậy thì đầu tiên tanh cờ ở đây là gì? Tanh cờ ở đây là chúng ta đều hiểu khái niệm đây là tướng chịu đòn đúng không anh em? Tức là những cái vị tướng đi đầu trong giao tranh cũng như là lao vào tim địch để mà hứng chịu sát thương cho những cái vị trí khác của chúng ta, những cái vị trí như là sát thủ, xạ thủ hay là pháp sư, đúng không ạ? Tanh cờ hiện tại là vai trò bắt buộc phải có và vô cùng quan trọng trong Mobile Legends. Anh em nhớ cái lời mình chia sẻ không ạ? Tanh cờ là buộc phải có, xạ thủ có hay không không quan trọng. Đã có rất nhiều trận đấu rank cao cũng như là những cái giải đấu lớn trên thế giới bỏ qua cái vị trí xạ thủ để mà có thể sở hữu được cho mình hai con tanh hợp meta. Trong cái ban pick hiện đại ở cái meta hiện tại ạ, là cũng bỏ qua những cái slot quan trọng để mà cố gắng lấy đi được cho mình những cái vị trí tướng tanh cờ trước anh em ạ. Đó. Ok, nếu như mà để muốn nói về cái lối chơi cơ bản của một cái con tanh cờ đúng không? Thì rất đơn giản. Anh em nào muốn chơi tanh giỏi cần phải chú ý đến những cái điều sau. Có 3 điều và áp dụng cái một là dễ win cực kỳ. Thứ nhất, tanh luôn luôn phải lên mặt nạ đảo đường sớm. Bắt buộc tanh nào cũng phải như vậy anh em nhé. Cái mặt nạ đảo đường nó là trang bị core item, cái trang bị chính dành cho bất kỳ con tanh cờ nào rồi. Lưu ý rằng chỉ nên lên mặt nạ đảo đường cấp 1 thôi. Lý do là để nhường hết kinh nghiệm và vàng cho cái người đi chơi cùng, tức là cái người có nguồn sát thương chính anh em, giúp cho họ nhanh đạt tới level 4. Chúng ta sẽ nhận được kinh nghiệm và vàng lên level theo thời gian, theo những cái mạng hỗ trợ hoặc là những cái mạng hạ gục và nội tại của mặt nạ đảo đường luôn. Tức là cái nội tại của mặt nạ đảo đường ở đây đó là nếu vàng của chúng ta thấp nhất team thì chúng ta sẽ nhận được nhiều vàng hơn. Đó. Cái thứ hai này, nhiệm vụ thứ hai của tanh cờ là luôn phải đi theo xạ thủ, sát thủ, pháp sư, tức là những cái vị tướng có sát thương chính và thường là đi mid. Để làm gì? Để giúp cho họ farm kiếm vàng, kiếm level, đi ganh đối phương chứ làm sao nữa anh em. Chúng ta đi cùng là để đánh nhau luôn mà. Và cái thứ ba ở đây đó là luôn luôn sẵn sàng chết thay cho xạ thủ, sát thủ và pháp sư nếu như cần. Đó, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Chơi tanh là không được sợ chết anh em nhé. Cái thứ hai ở đây đó là phân loại rõ các cái vai trò tanh ở trong Mobile Legends. Tanh cơ đỡ đòn nó không chỉ đơn thuần là tanh đâu anh em ạ, mà ở trong cái vai trò tanh ý, nó chia ra rất nhiều những cái kiểu tanh, nào là từ tanh hỗ trợ này cho đến tanh bảo kê này, rồi thì tanh mở giao tranh này. Và tùy vào trận đấu, chúng ta nên lựa chọn những cái vị tướng tanh cờ phù hợp để mà khắc chế team bạn cũng như là hỗ trợ cho đồng đội của chúng ta. Đầu tiên này, chúng ta sẽ đi tìm đến những cái vị tướng tanh cờ hàng hiệu, tanh cờ hàng xịn, cực kỳ mạnh và quá là mạnh ở meta hiện tại. Có 3 cái tên điển hình ở meta hiện tại cho cái vai trò tanh cờ hàng hiệu này. Đó chính là Grog này, Khufra và bây giờ hiện tại là vị tướng Hylos. 3 con tanh cờ này mới là chất tướng lao lên đầu chiến tuyến, hứng chịu sát thương cũng như là mở giao tranh anh em nhé. Đây là 3 vị tướng mà chúng ta thấy rất nhiều trong những cái trận đấu rank cao vì độ hiệu quả của chúng để mà giành chiến thắng là cao nhất. Chúng ta có cái loại tanh thứ hai là loại fake tanh, tức là những cái vị tướng giả tanh. Mặc dù những cái vị tướng này nằm ở trong cái vai trò là tanh cờ á, nhưng đó không phải là những cái chất tướng hứng chịu sát thương mà họ có những cái nhiệm vụ khác. 3 cái tên điển hình ở cái vai trò fake tanh này đó chính là Esmeralda, Hilda và Masha. Esmeralda và Hilda là thiên hướng dồn sát thương hơn, và Masha thì đánh theo kiểu đấu sĩ đẩy trụ anh em nhé. Cho nên là anh em nào thấy ông nào mà pick Hilda với cả Masha ấy thì hãy nhớ rằng là team vẫn thiếu tanh và thiếu cực kỳ luôn. Cái thứ ba là các tanh cờ dạng hỗ trợ nổi bật lên ở cái nhóm tanh cờ này, cụ thể ở đây đó là Lolita, Minotaur và Franco. Tanh cờ hỗ trợ không hẳn là một chất tướng tanh cần thiết ở trong game, và thường thì chúng ta cần pick thêm một cái con tanh nữa ở cái loại tanh cờ hàng hiệu như là Khufra, Grog hay là Hylos ấy, thì mới là đẹp đội hình. Dĩ nhiên là anh em đừng quên rằng ở trong Mobile Legends ấy, có một số chất tướng mặc dù không phải là tanh nhưng mà đánh giống như là tanh vậy. Ví dụ điển hình ở đây đó là đấu sĩ Terrisla, được chơi như tanh phụ bởi nó có đam, có hiệu khống chế và dĩ nhiên là rất cứng nữa, đến từ cái nội tại thể lực thợ rèn của cái vị tướng này. Ok, sau khi mà phân loại xong đúng không, nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải định hình được là ở trong một trận đấu luôn phải có hai vai trò, đó là tanh chính và tanh phụ. Chỉ cần thiếu đi một trong hai vai trò là team không đẹp ngay và dĩ nhiên tỷ lệ thắng của anh em nó sẽ giảm thôi. Ok, sau khi mà phân loại tướng xong á thì chúng ta sẽ nên mua tanh gì để mà chơi. Để mà nói ấy, thì tanh cờ không giống như những cái vai trò khác,
chúng ta pick tank dựa trên chất tướng mà team bạn có. Tuy nhiên ý, thì điều này chỉ có thể áp dụng được từ cấp rank sử thi trở lên mà thôi. Do đó, đây là cái lời khuyên về tank của mỡ mà anh em nên mua. Thứ nhất ý, là anh em nên ưu tiên mua một trong ba con tanker mạnh nhất ở meta hiện tại, đó là Grog, Khufra hoặc là Hylos. Bởi vì đây là ba con tanker toàn diện cực kỳ luôn. Team thiếu đi tank support thì được, chứ tuyệt đối không được thiếu đi tank chính. Cái thứ hai ở đây, đó là nên tập chơi và mua đủ hai loại tank ở đây, đó là tank chính và tank hỗ trợ. Fake tank thì anh em có thể bỏ qua vì nó vốn không phải là tướng đỡ đòn thuần. Tank hỗ trợ thì anh em nên mua một trong ba con, đó là Lolita, Franco và Minotaur. Có một cái câu hỏi đặt ra ở đây, đó là tại sao chúng ta lại phải phân chia ra làm tank chính và tank phụ để làm gì? Đó là tank chính là để lao lên mở giao tranh, lao vào đội hình team địch để mà khóa cứng những cái mục tiêu xả sát thương team bạn, cũng như là để hứng chịu sát thương, tức là chịu đòn ạ. Còn tank phụ là để bảo kê sát thủ khỏi những cái nguồn sát thương khổng lồ của team bạn. Ví dụ như là Lolita dự khiên này, hoặc là Franco để dùng chiêu cuối khắc chế cứng những cái vị tướng lao vào. Minotaur thì để khống chế diện rộng cũng như là hồi máu. Nhắc lại này, nếu đã xác định chơi tank ý, là phải có đủ hai vai trò là tank chính và tank phụ hai anh em. Ok, giờ bàn đến chuyện lên đồ ha. Cái này là cái mà rất nhiều anh em quan tâm này. Có rất nhiều anh em bảo với mỡ rằng là anh ơi, anh làm hướng dẫn lên đồ cho tank đi để em tham khảo. Thì anh em cần phải hiểu ý là những cái tựa game MOBA khác như nào thì mỡ không biết. Nhưng mà đối với Mobile Legends ý, thì thực chất vai trò tank không có khái niệm core item trang bị chính đâu anh em ạ. Mà toàn bộ trang bị của tanker là phải lên theo tùy tình huống hết. Không bao giờ được lên theo set trang bị gợi ý anh em nhé. Tuyệt đối không bao giờ được lên theo. Bởi vì nếu như mà anh em lên theo cái set trang bị gợi ý thì là sai hoàn toàn. Bởi vì đồ của tanker là tùy theo diễn biến của trận đấu. Tanker ấy chỉ có duy nhất một cái trang bị bắt buộc phải lên mà thôi, đó chính là cái mặt nạ đảo đường. Còn thì tùy xem diễn biến của team có gì, diễn biến của game đó ra sao thì chúng ta mới lên theo những cái đồ phù hợp để mà khắc chế lại. Ví dụ như là giày đi. Nếu như mà team bạn có nhiều tướng sát thương vật lý quá thì chúng ta phải lên giày gì? Đó chính là giày dũng sĩ, tăng giáp. Nếu như mà team bạn có nhiều hiệu ứng khống chế quá thì anh em phải lên đó là giày dẻo dai. Và đa phần tanker là lên hai loại giày này anh em nhá. Đó là về cái di chuyển này. Cũng với cái công thức này, anh em cứ suy nghĩ là team bạn có gì, ta lên cái nấy, khắc chế là đồ cực chuẩn luôn. Mỡ sẽ chia sẻ một số cái ý kiến của mỡ để cho anh em tham khảo ha. Ví dụ nhá, team bạn có những cái vị tướng bắn nhanh và nhiều, tức là đánh vật lý liên tục, ví dụ như là Claudic, thì anh em phải lên ngay cho mỡ đó là cái giáp gai, đúng chưa? Giáp gai nó sẽ phản lại tương đương 25% sát thương vật lý đến từ kẻ tấn công, cho nên nó mà bắn chúng ta càng nhanh và càng nhiều thì nó chết càng nhanh. Rồi, nếu như mà team bạn có chí mạng to, ví dụ như là Irithel hay là Ranger, thì lên gì? Đó chính là trang bị băng thạch anh em nhé. Cái băng thạch này nó giảm tới 10% tỷ lệ chí mạng của kẻ địch, cùng với rất nhiều những cái hiệu ứng có lợi khác. Dĩ nhiên là anh em có thể lên thêm cái giáp gai cũng rất là ok la. Đó. À, nhân tiện mỡ đá thêm vào luôn, để mà khắc chế Kimi lên trang bị sát thương vật lý á, thì anh em cũng tá ngay cho mỡ cái giáp gai vào, cái giáp phản anh em ạ. Rồi ok, bắn nhanh rồi này, chí mạng rồi này. Thế giờ nếu như mà kẻ địch lên đam phép thì nhiều đi, thì hai cái trang bị đầu tiên mà anh em phải nghĩ tới đó chính là khiên thần Athena và giáp bất tử. Cái khiên thần Athena ấy thì sẽ cho chúng ta giáp ảo, nó còn đỡ được một chút sát thương vật lý nữa cơ, rất là hay. Nói chung là cái trang bị khiên thần này nó khá là toàn diện. Nhưng mà về cơ bản, cái trang bị này nó cộng tới 62 điểm kháng phép lận, cộng nhiều kháng phép có thể nói là nhất nhì game luôn anh em ạ. Cho nên là nếu như mà team bạn nhiều phép ấy, thì anh em cứ phải lên cái trang bị này đầu tiên cho nó bó cần. Còn nếu như mà thậm chí là cái game đầu đó anh em xanh sao và anh em giàu từ sớm ý, anh em đi tham gia giao tranh cùng team và có được những cái mạng hỗ trợ hay là mạng hạ gục ý, thì anh em có thể lên sớm cái khiên bất tử. Bởi vì khiên bất tử cho chúng ta free một mạng mà anh em. Mà đầu game nhìn cái lũ tanker của giáp bất tử ý, thì chẳng ai thèm sờ vào đâu, trừ khi chúng ta quá nhây mà thôi. Tiếp này, cái này thuộc về chất tướng nhá. Nếu như mà anh em chơi những cái vị tướng ví dụ như là Uranus, Hylos hay là Minotaur và Johnson, thì cái trang bị áo choàng thiên tri nó là vô cùng cần thiết. Bởi vì cái trang bị này nó sẽ tăng cường 25% hiệu ứng hồi máu cũng như là tạo giáp ảo. Đó. Và cuối cùng này, nếu như mà chúng ta phải đối đầu với những cái nguồn sát thương lớn về giai đoạn cuối game, ví dụ như là vị tướng Ondas với cả 500 stack, chí mạng của Leslie, chí mạng của Irithel, thì cái trang bị chiến giáp hoàng hôn sẽ là vô cùng cần thiết. Bởi cái trang bị này nó sẽ giảm tối đa sát thương mà chúng ta phải nhận vào xuống chỉ còn 900 mỗi 4 giây. Anh em hiểu đơn giản là như thế này. Một đấm của con Ondas nó gây sát thương ví dụ như là 3.000 dam đi, đúng không? Nhưng mà khi mà anh em có cái trang bị chiến giáp hoàng hôn ý, sát thương của Ondas gây ra lên chúng ta chỉ tối đa là 900 mà thôi, bởi vì bị cản lại đến từ cái trang bị này rồi. Đó.
Nói chung ý, nếu như mà anh em muốn chơi tanh giỏi thì anh em bắt buộc phải hiểu được công năng của đồ ở bên nhánh phòng thủ. Cái này là bắt buộc anh em nhé. Và cái thứ năm, cái cuối cùng, tanh cờ nên lên bảng ngọc gì? Thì về cơ bản, tanh cờ với bảng ngọc đỡ đòn từ cái cấp độ 45 trở lên là một cái tanh cờ mẫu mực và lý tưởng rồi anh em ạ. Cái điểm tài năng ở cái bảng ngọc tanh cờ anh em có thể lên đó là cái cú đánh mạnh mẽ, khống chế mục tiêu sẽ được hồi lại 5% máu tối đa. Tuy nhiên ý, thì ở cái meta hiện tại mùa 14 cũng như là mùa 15, vì bản chất meta của game là giao tranh mạnh ở giai đoạn đầu game, cho nên có rất nhiều người chơi tanh giỏi, họ đã lựa chọn cái bảng ngọc hỗ trợ anh em nhé. Với những cái chỉ số cộng thêm nó cũng khá là tương đối và tương đồng. Chưa kể, điểm tài năng dấu ấn tập trung ở cái bảng ngọc hỗ trợ này nó cực kỳ hữu dụng đối với những cái vị tướng tanh cờ và đặc biệt hữu dụng ở giai đoạn đầu game. Bởi vì cái điểm tài năng này này, nó sẽ gia tăng 6% sát thương của toàn bộ đồng minh lên tướng mà chúng ta đang đánh ở trong 3 giây. Cái hiệu ứng này nó chỉ tốn 6 giây để mà hồi lại, tức là cái lượng sát thương được thêm vào mà chúng ta dồn lên một mục tiêu ở giai đoạn đầu game là cực kỳ mạnh luôn anh em ạ. Đây chính là cái điểm tài năng mà rất nhiều người chơi tanker giỏi ưa dùng luôn đấy. Yep, và trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của mỡ, những cái hướng lên đồ cũng như là những cái kinh nghiệm, những cái lối chơi về cái chất tướng tanker, chất tướng đỡ đòn. Đây là một cái chất tướng khá là đặc thù và hoàn toàn không có một cái kiểu lên đồ cố định ở trong Mobile Legends. Bắt buộc anh em phải hiểu từng chất tướng và hiểu cái hướng lên đồ ở cái bảng trang bị nhánh phòng thủ. Và nếu như anh em thấy cái video clip này hay và bổ ích, hãy để lại cho mỡ một like và subscribe, đăng ký kênh cũng như chia sẻ để mà đón xem những cái video clip tiếp theo sẽ có ở trong thời gian tới ha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.